Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ ba của tông Thiên Thai, được đọc phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa đến đoạn: Thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai. Tâm chân chánh tinh tấn ấy mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai. Thì Ngài liền nhập vào định. Trong định, Ngài Trí Giả thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú vẫn chưa tan. Đại sư Trí Giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Ngay đó, Đại sư Trí Giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam Muội và đạt được Nhất Triền Đà La Ni. Sau khi Ngài xuất định, với trí tuệ lớn lao mà Ngài đã tự khai mở được, Ngài lập tông Thiên Thai. Đó là cảm ứng do niệm tưởng công đức của Bồ Tát Dược Vương khi đốt thân cúng dường Đức Phật. Một số người sẽ phản đối: nếu có nhổ một sợi tóc trên đầu tôi mà làm lợi cho cả thế giới, tôi cũng không làm. Đó là họ chỉ biết riêng mình mà không cần biết làm lợi ích cho người khác. Họ không thể được gọi là chân thật tinh tấn. Ba la mật thứ năm là thiền định. Có bốn loại thiền và tám thứ định. Còn cửu thứ đệ định đã có đề cập trong phần kinh văn của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên tôi sẽ không giảng ở đây. Nay chỉ giảng vắn tắt về tứ thiền. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Trong trạng thái thiền đầu tiên, người đạt đến cảnh giới này có thể làm cho mạch ngưng đập. Nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa. Trạng thái định này vững chãi hơn ở sơ thiền. Đạt đến cảnh giới này có thể dừng được hơi thở, nhưng không có nghĩa là chết. Thay vào đó là một cảnh giới khác của ý thức. Hơi thở bên ngoài đình chỉ, nhưng hơi thở bên trong vẫn còn. Hàng phàm phu chỉ sử dụng được hơi thở bên ngoài. Nếu người có thể sử dụng hơi thở bên trong, thì họ được trường sinh bất tử, muốn sống bao lâu cũng được. Tuy nhiên, dù có sống đến bao lâu, cũng chỉ trở thành con quỷ giữ thay vô dụng, chỉ lo giữ cái túi da hôi hám này mà thôi. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Mọi người tu tập đều thích chứng được diệu lạc này. Tuy vậy, niềm vui phước lạc ở cõi thiền thứ ba này tách biệt hẳn với niềm vui thông thường, vì nó cực kỳ vi diệu. Trong cảnh giới này, ý thức hoàn toàn đình chỉ. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Đến đây, tất cả mọi niệm tưởng đều được xả trừ. Hành giả chỉ còn biết những gì xảy ra ở cõi trời và người, nhưng hành giả không nên dính mắc, ngưng trệ ở cảnh giới này. Đạt được cảnh giới thiền thứ tư chỉ là bước đầu tiên của lộ trình tu đạo. Hành giả nên nhớ rằng đến cảnh giới thiền thứ tư mới chỉ là một bước tiến đặc biệt thôi. Đó chỉ là bước đầu tiên trên đường hướng tới Phật quả, chẳng phải là thành tựu quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Ba la mật thứ sáu là Bát Nhã, là phiên âm từ tiếng Sanskrit, tạm dịch là trí tuệ. Có nhiều người xem trí thông minh thế gian là trí tuệ. Không phải thế. Trí thông minh là kiến thức thế gian xuất phát từ học hỏi các môn khoa học, triết lý và những môn khác mà có. Còn trí tuệ là hiểu biết suốt thế gian do chứng được Phật quả mà được. Đây là Bát Nhã. Từ Bát Nhã không dịch được vì nó có quá nhiều nghĩa, nằm trong năm loại thuật ngữ không nên phiên dịch. Ngũ chủng bất phiên. Đó là: một, những thuật ngữ liên quan đến tính chất huyền bí thâm mật, bí mật chi. 2.
những thuật ngữ có nhiều nghĩa, hàm đa nghĩa. 3. Những thuật ngữ liên quan đến những vật mà ngôn ngữ địa phương không có, thử phương vô. 4. Những thuật ngữ theo truyền thống đã không phiên dịch, thuận cổ lệ. 5. Những thuật ngữ khiến người đọc phát khởi thiên tâm, vi sinh thiện. 5 nguyên tắc này được Ngài Huyền Trang đời Đường đề xướng ra trước tiên. Bát Nhã có 3 nghĩa. 1. Văn tự Bát Nhã là những điều ghi chép trong kinh tạng. 2. Quán chiếu Bát Nhã là trí tuệ có được qua sự hồi quang phản chiếu, qua công phu phản văn văn tự tánh. Hướng tánh nghe vào tự tâm để nhận ra tự tánh của chính mình. Trí tuệ này phát sinh khi mắt tâm không còn tìm kiếm bên ngoài nữa, mà quay trở lại quán sát bên trong mình. Với ánh sáng trí tuệ quán chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tâm mê muội chung quanh mình. Khi trí tuệ lưu xuất từ tâm, quý vị trở nên rất sáng suốt và thanh tịnh, không còn bị vây phủ bởi trần cấu ô nhiễm nữa. 3. Thực tướng Bát Nhã là Bát Nhã vi diệu nhất, bất khả tư nghì, đồng nghĩa với từ Liễu Nghĩa trong đề kinh này. Thực tướng ấy không chứa đựng hình tướng nào trong đó cả, mà chẳng có gì ở ngoài thực tướng ấy. Khi quý vị cho là vô tướng thì mọi pháp đều do đó mà biểu hiện, nên gọi là thực tướng. Nếu quý vị nhận ra được điều này thì quý vị rất gần với Đức Phật, chỉ còn cách Ngài có một bước. Kinh Kim Cương nói: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Mọi pháp nếu được biểu hiện qua hình tướng đều là hư giả. Nếu như ngay trong sự biểu hiện của các pháp mà quý vị nhận ra được tính chất vô tướng của nó, thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. Thực tướng Bát Nhã là nhận rõ được bản thể của các pháp và thâm nhập vào căn nguyên của các pháp. Đạt đến cội nguồn của các pháp rồi, tức là như thấy được Phật. Rất dễ khi bàn về những kinh nghiệm như vậy, nhưng rất khó thể nhập. Quý vị không thể hiểu được bằng cách chỉ nghe giảng kinh, mà phải tự mình dấn bước vào con đường tu đạo. Dù việc ấy không dễ dàng gì, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. Ví dụ có người nói: Tôi rất muốn đi New York, nhưng đường quá xa và vé máy bay quá đắt nên tôi do dự không muốn đi. Xong, nếu quý vị không bao giờ đi thì chẳng bao giờ quý vị biết thành phố nữ ước như thế nào cả. Chứng ngộ quả vị Phật cũng như vậy. Một mặt quý vị muốn thành Phật, nhưng mặt khác có một lực trì trệ kéo ngược lại, khiến quý vị không bao giờ đạt đến đích cả. Cũng như nhìn biển mênh mông rồi buông tiếng thở dài. Tu học Phật Pháp thật là khó, ta sẽ tìm đạo gì đó dễ tu hơn. Nếu quý vị có thái độ đó, quý vị sẽ không bao giờ chứng được quả vị Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không nói làm gì, nhưng nếu quý vị muốn thành Phật thì phải dấn mình vào khó khăn, vì chỉ trong khó khăn thì mới thấy được cái dễ. Thiền ngữ Trung Hoa có câu: Bất lịch nhất phiên hàng triệt cốt, yên đắc mai hoa phát tỳ hương. Tạm dịch: Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Nhờ chịu đựng những cơn lạnh khắc nghiệt vào giữa mùa đông ở Trung Hoa mà có được mùi hương rất ngọt ngào thanh khiết như thế. Mọi chúng sinh đều thừa hưởng được thực tướng Bát Nhã trong mình, nhưng cũng như mật nhân trong kinh này, thực tướng Bát Nhã ấy chưa được hiển bày. Thế nên họ không nhận ra tự tánh vốn có sẵn nơi mình.
chúng ta không nhận ra tự tánh bát nhã trong ta là thực tướng bát nhã vốn đầy đủ trong mình, nên chúng ta như kẻ nghèo nàn trong Phật pháp. Bát nhã là trí tuệ mà chúng ta luôn luôn có sẵn. Chúng ta phải nên mở cánh cửa kho tàng trí tuệ này ra, thì khuôn mặt xưa nay sẽ hiển bày. Khi chúng ta chưa nhận ra mình có sẵn thực tướng bát nhã trong mình, thì cũng như mang một kho tàng chưa khai quật ở trong lòng. Tuy nhiên, khai quật kho vàng lên vẫn chưa đủ, còn phải ra sức luyện vàng mới sử dụng được. Kinh nói rằng, mỏ vàng bát nhã có sẵn trong mỗi người, nhưng nếu ta không tinh luyện thì ta chẳng dùng được. Chúng ta phải phát tâm luyện chất vàng ròng thực tướng bát nhã. Khi ấy, Phật tánh bản hữu sẽ tự xuất hiện. Đức Phật dạy, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh và đều có thể tu tập thành Phật. Nhưng quý vị không nên nghĩ rằng, Đức Phật nói rằng ai cũng có thể làm Phật. Vậy tôi là Phật rồi, chẳng cần tu hành gì nữa cả. Điều này cũng giống như biết mỏ vàng nằm đó, nhưng không muốn đào lên để dùng. Đây là những giải thích sơ lược về lục độ ba la mật trong hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Mọi người đều có thể quyết định tu tập hạnh Bồ Tát để trở thành Bồ Tát. Nếu quý vị có chủng tử Bồ Tát, thì quý vị đã là một vị Bồ Tát sơ phát tâm. Một vị Bồ Tát không thể nói một cách ích kỷ rằng chỉ có tôi mới có thể trở thành Bồ Tát, còn quý vị thì không bao giờ, các ông không thể như tôi được. Không những mọi người chỉ có thể trở thành Bồ Tát, mà họ còn có thể trở thành Phật nữa. Tôi tin rằng mọi người trong Pháp hội này một ngày nào đó sẽ thành Phật. Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Sanskrit, có nghĩa là bền chắc nhất trong tất cả mọi thứ. Tất cả mọi hiện tượng, mọi vật thể như núi, sông, đất đai, nhà cửa, người, vật, các loài sinh từ bào thai, từ trứng, từ nơi ẩm thấp hoặc loài hóa sinh. Tất cả những hiện tượng đều phải được thể nghiệm qua chiều sâu và tính vững chãi mới có thể đạt được bản thể của định, bản thể của mật nhân. Khi hành giả đạt được đại định của mật nhân, người ấy là một bằng chứng của liễu nghĩa. Khi một hành giả đã đạt được liễu nghĩa, nghĩa là hành giả ấy đã tu tập lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đã chứng được đại hạnh. Chứng được đại hạnh rồi, sau đó mới thành tựu được loại định cứu cánh kiên cố nhất trong các hiện tượng, đó là đại quả, kết quả lớn nhất trong tất cả các kết quả. Đại Phật đảnh là đạt đến chỗ vi diệu của bốn sự vĩ đại, đó là nhân, nghĩa, hạnh, quả, vĩ đại. Bốn loại ấy còn có thể được gọi là diệu nhân, diệu nghĩa, diệu hạnh, diệu quả. Tuy nhiên, chữ diệu không diễn tả toàn vẹn được nghĩa này, nên chữ đại được dùng để diễn tả sự to lớn của bốn thứ ấy. Hiện tượng kiên cố rốt ráo nhất là đại định. Không có định thì thân và tâm bị phân tán không phối hợp chặt chẽ với nhau được. Quý vị dự tính đi về hướng nam, nhưng chân quý vị lại muốn đi về hướng bắc, hoặc là quý vị muốn làm việc thiện, nhưng mình không tự chủ được, và thay vì đó là dẫn đến sự phạm pháp, sự thiếu sót một tấm lòng thành khẩn, thường hằng để thành tựu đạo nghiệp, cũng giống như không có yếu tố định. Nên trong khi nghiên cứu Kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người nên hết sức chân thành hằng. Quý vị phải phát tâm nguyện, tôi quyết tâm học cho đến khi hiểu được cốt tủy của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị không nên dừng lại nửa đường và quay về hướng khác. Không nên đánh trống giải tán buổi họp quá sớm. Đừng nên nói,
À, ta đã học quá nhiều ngày mà chẳng hiểu gì cả. Đây là một loại rất khó học, tôi chẳng muốn học tí nào nữa cả. Với lòng thành khẩn, quý vị sẽ học kinh trong tinh thần rất nghiêm túc và vẫn giữ gìn được tâm ý khi đang làm bất kỳ việc gì khác, hoàn toàn để hết tâm ý vào việc học tập, nên mọi vọng tưởng tiêu tan sạch. Phải học một cách siêng năng đến nỗi quên cả ăn, đến tối khi nằm xuống ngủ, chẳng còn một vọng niệm nào sinh khởi lên nữa, chỉ còn những giáo nghĩa. Với sự thường xuyên hằng, quý vị không nên học vài ba ngày rồi nghỉ. Đừng có thấy rằng học Phật Pháp thì khó khăn và chán nản. Đừng có trù tính đi dạo công viên hay đến những nơi giải trí hấp dẫn. Đừng nên bịa ra để tự bào chữa cho mình. Chẳng có giá trị thực tế khi học môn này cả. Nó đã quá cổ xưa trong thời đại khoa học này, rồi bỏ học, không có tâm hằng viễn, quý vị sẽ không có được cứu cánh kiên cố. Tu tập với tâm nguyện chân thành hằng, quý vị sẽ đạt được sự kiên cố và đạt được định lực. Quý vị sẽ không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh nữa, không bị ảnh hưởng tác động bởi môi trường chung quanh. Đây là giải thích tổng quát về đề kinh này. Kinh là dịch chữ sutra trong tiếng Sanskrit. Người Trung Hoa dùng chữ kinh có nghĩa là khế kinh. Khế nghĩa là trên thì khế hợp với đạo lý của chư Phật, dưới thì phù hợp với căn cơ của mọi chúng sinh để giáo hóa chúng sinh trong mọi lúc mọi thời. Kinh nghĩa là con đường có thể dẫn dắt người phàm phu tiến lên thành Phật. Kinh còn có bốn nghĩa: quán, xuyên suốt, nghĩa lý Đức Phật giảng trong kinh ví như một sợi chỉ hồng xuyên suốt qua chuỗi hạt. Nhiếp, kinh có thể giáo hóa thích hợp, bao gồm hết mọi căn cơ, tức là đối với mọi căn cơ chúng sinh đều có pháp riêng biệt để giáo hóa. Nên nói tùy căn cơ để bố thí pháp, tùy người bệnh mà cho thuốc. Kinh cũng như thỏi nam châm, mọi chúng sinh được ví như sắc dụng đều bị hút về thỏi nam châm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được ví như thỏi nam châm nên được gọi là kiên cố. Nhưng kinh Thủ Lăng Nghiêm còn mạnh hơn cả thỏi nam châm, nó có thể giúp cho con người không bị trầm luân trở lại. Vì kinh nhiếp phục hết tất cả chúng sinh, giúp cho họ không đọa lạc trở lại vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Họ bị mê mờ đến nỗi dù muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy cũng không được. Nên kinh Phật vi diệu biết bao. Phật tử đến đây nghe giảng kinh, một khi nghe liền được thu hút vào niềm thích thú. Khi nghe được đoạn đầu rồi thì thích nghe cho đến đoạn cuối. Họ tán thán: thật có ý nghĩa, thật là bổ ích. Thường là từ xưa đến nay, ý kinh vẫn không thay đổi, không thể thêm hay bớt một chữ nào được cả. Kinh vẫn thường hằng, không biến đổi. Pháp, kinh được gọi là pháp, được chúng sinh trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai tôn trọng, là vì kinh chứa đựng phương pháp tu đạo, chứng quả vị Phật và giáo hóa chúng sinh. Kinh điển Phật giáo được trình bày qua 12 thể loại. 12 thể loại này đều được trình bày trong mỗi một bộ kinh. Mỗi một bộ kinh đều có một trong 12 thể loại này. 1. Trường hàng, phần kinh văn, gồm nhiều hàng rất dài nên gọi là trường hàng. 2. Trùng tụng, phần thi kệ, tóm lại nghĩa lý đã diễn bày trong phần trường hàng. 3. Thọ ký. Trong kinh văn, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với một vị Bồ Tát: trong chừng đó kiếp, các ông sẽ được thành Phật, huệ mạng của ông rất dài. Trong quốc độ đó, ông sẽ giáo hóa vô số chúng sinh. Một ví dụ là Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được thành Phật.
trong đời quá khứ, khi còn tu hành trong nhân địa, Đức Phật Thích Ca đã tu tập Bồ Tát Đạo rất tinh nghiêm. Trong khi Ngài khẩn cầu được học tập giáo pháp, Ngài đã trải tóc mình phủ kín mặt đường bùn lầy. Để làm gì? Trong một kiếp vào thời quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi trên đường, thấy phía trước mình cũng có một vị tỷ khưu đang đi về phía mình. Ngài không biết đó chính là một vị Phật. Con đường dưới chân vị tỷ khưu đầy bùn lầy. Nếu vị tỷ khưu già kia đi qua vũng bùn này, Ngài sẽ bị ướt sũng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tương lai nghĩ như vậy. Xuất phát từ lòng kính trọng Tam Bảo, nhà khổ hạnh đã trải mình nằm phủ trên đường lầy, dùng thân như chiếc chiếu phủ trên vũng nước bùn, rồi cầu thỉnh vị tỷ khưu già hãy bước qua thân mình mà đi. Thấy vẫn còn một khoảng đường bị sình lầy, sợ rằng vị tỷ khưu già phải lội qua vũng lầy ấy, Ngài xõa tóc mình ra, rồi trải qua vũng bùn cho vị tỷ khưu già đi qua. Không biết người tỷ khưu già ấy là một vị Phật. Chứng kiến việc cúng dường cung kính như vậy, Đức Cổ Phật Nhiên Đăng hài lòng vô cùng. Ngài nói, như thị, như thị. Chữ như thị thứ nhất có nghĩa là ông đã làm việc cúng dường bằng cách đem thân trải con đường bùn lầy để cho tôi bước đi. Chữ như thị thứ hai có nghĩa trong quá khứ tôi cũng đã từng làm như thế. Tôi cũng đã từng tu hạnh Bồ Tát, nay ông làm như vậy. Rồi Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài. Vào đời tương lai, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký như vậy? Vì Ngài xúc động với lòng chân thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tương lai. Dù Đức Phật Nhiên Đăng thường ít để ý đến chuyện của người khác, nhưng Ngài đã đặc biệt chú ý đến hành vi cung kính này và thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật. 4. Nhân duyên. Do có nhiều nhân duyên nên Đức Phật giảng giải bằng nhiều loại pháp khác nhau. 5. Thí dụ. Những thí dụ được dùng để minh họa cho tính chất vi diệu của Phật Pháp. 6. Bổn sự. Phần này nói đến những công hạnh trong kiếp trước của chư Phật và các vị Bồ Tát. 7. Bổn sinh. Ghi chép những công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp này hay công hạnh của những vị Bồ Tát. 8. Phương quảng. Phương là bốn phương, quảng là lớn rộng, biểu thị cho Phật Pháp vô cùng rộng lớn và tinh thâm vi diệu. 9. Vị tằng hữu. Phần kinh văn đề cập đến những việc chưa từng được nói đến từ trước tới nay. 10. Tự thuyết. Không cần có sự cầu thỉnh mà Đức Phật tự phóng quang làm chấn động thế giới rồi giảng nói kinh pháp. 11. Cô khởi, còn gọi là phóng tụng. Đây là phần kệ mà ý nghĩa không có sự liên tục với nhau giữa đoạn đầu và đoạn giữa cùng đoạn cuối. 12. Luận nghị. Phần kinh đề cập đến việc nghiên cứu bàn luận về sự sâu màu của Phật Pháp. Có bài kệ tóm tắt 12 thể loại như sau. Trường hàng trùng tụng tinh thọ ký, cô khởi vô vấn nhi tự thuyết, nhân duyên thí dụ cập bổn sự, bổn sinh phương quảng vị tằng hữu, luận nghị cộng thành thập nhị bộ. Mỗi bộ kinh đều có đủ 12 thể loại này. Điều này không phải có nghĩa là kinh tạng Phật giáo chỉ có 12 bộ, nhưng mỗi phần trong kinh văn đều có đủ hoặc có ít nhất là một trong 12 thể loại này.